về công tác khắc phục hậu quả vụ nổ nghiêm trọng tại cảng Thiên Tân, Đông Bắc Trung Quốc. Hôm qua, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã điều động thêm chuyên gia hóa học tới hiện trường để thu thập và dọn sạch các hóa chất độc hại đã bị phát tán, rải rác khắp hiện trường sau vụ nổ. Các nỗ lực tìm kiếm hàng chục người mất tích cũng tiếp tục được triển khai, song rất ít có hy vọng tìm thấy người sống sót. Chính phủ Trung Quốc cũng đã yêu cầu tiến hành chiến dịch kiểm tra an toàn lao động trên phạm vi toàn quốc sau vụ nổ nghiêm trọng này. Theo thông báo của chính quyền địa phương, nhiều hóa chất độc hại chứa tại các nhà kho ở cảng Thiên Tân đã bị phát tán rải rác ra hiện trường với phạm vi rộng tới 100.000 m2. Mặc dù công tác thu dọn hóa chất đang được nỗ lực triển khai, song gặp không ít khó khăn do tại khu vực này có tới hơn 18.500 container hàng hóa, trong đó có hơn 16.000 container rỗng, đòi hỏi phải dò tìm hóa chất bị phát tán trong các container này. Chúng tôi cần phải xử lý 18.000 container, trong đó hơn 2.000 container chứa hóa chất rất độc hại. Chúng tôi không thể di chuyển các container này, cũng như không thể sử dụng nước hay bọt để dập lửa, do các hóa chất độc hại rất dễ phát nổ khi gặp nước hay bọt chữa cháy. Nếu trời đổ mưa, chúng tôi sẽ phải rút lui ngay và sẽ phải tính đến một phương án khác. Nhiệm vụ ưu tiên hiện nay vẫn là tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích. Một hệ thống tường bằng bao cát đã được dựng lên quanh khu vực hiện trường chính nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ natri cyanua cùng các chất gây ô nhiễm khác. Cho tới nay, xét nghiệm không khí và nước sông gần khu vực hiện trường vẫn cho kết quả trong mức an toàn cho phép. Hiện số người được xác định thiệt mạng trong vụ nổ là 114 người, trong đó có 39 lính cứu hỏa và 5 cảnh sát. Vẫn còn 70 người mất tích, trong đó có 65 lính cứu hỏa. Trong khi đó, ngày 17 tháng 8, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu tiến hành một chiến dịch kiểm tra kéo dài 5 ngày trên phạm vi toàn quốc để phát hiện các vi phạm về quy định an toàn lao động, để kịp thời khắc phục, ngăn chặn các nguy cơ cháy nổ tương tự như ở Thiên Tân. Các lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh những thiệt hại khủng khiếp về người, vụ nổ kinh hoàng này còn đặc biệt ảnh hưởng tới 1.700 doanh nghiệp, chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh xe hơi. Theo ước tính ban đầu, đã có ít nhất hơn 8.000 chiếc ô tô với tổng trị giá hơn 3 tỷ nhân dân tệ bị phá hủy trong vụ nổ. Ngân hàng Credit Suisse đánh giá thiệt hại về bảo hiểm trong vụ nổ này ước tính lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ.